Lời nói đầu tiên này Tuấn xin chúc các cô chú anh chị các bạn lời yêu thương bên gia đình và phúc nha. Em nói kênh Thúy Cẩm Thục Vlog thì hôm nay Tuấn qua đường Lê Vũ Đôn quay và review cho mọi xem những món ăn vỉa hè bản thiết quê mình, bánh cuốn nóng gia truyền. Mong mà các cô chú anh chị mình đón xem video mới của mình nha. Giờ mình sẽ đi qua đây mọi người ơi. Lời nói đầu tiên hôm nay Tuấn xin kính chúc cô chú anh chị các bạn lời yêu thương bên gia đình và hạnh phúc nha. Đến với kênh Phan Thiết Âm Thực Vlog thì hôm nay tôi qua đường Lê Quý Đôn. Nghe nói có ông chị ấy bán bánh cuốn nóng gia truyền truyền thống mà rất ngon mọi người. Có mấy loại bánh luôn, ăn rất là ngon mà chung mắm chị ấy làm rất ngon. Hôm nay tôi qua đường này coi thử có chị có bán không, nếu có bán thì mình đăng review một xem nha. Nghe đâu đường Lê Quý Đôn 56 hả? Bên này năm mấy? Đây có bánh cuốn nóng trước đây mọi người. Đây thì hôm nay Tuấn qua đây giới thiệu xem ti vỉa hè đường phố Phan Thiết quê mình thôi. Mong các cô chú anh chị mình đón xem video mới, mình sẽ cố gắng mình quay nhiều video mới nha. Giờ mình sẽ vô đây mình quay mình giới thiệu cho mọi xem nè. Chị bán ở đây nha cả nhà. Lời nói đầu tiên hôm nay Tuấn xin kính chúc cô chú anh chị mình nha. Hôm nay Tuấn qua bên đường Lê Quý Đôn 56 Lê Quý Đôn thì Tuấn quay và review cho mọi người xem món bánh cuốn nóng gia truyền mọi người. Ở đây mọi người biết chị ấy bán 18 năm ti vỉa hè thôi, mọi người biết bán rất ngon mà rẻ nữa cả nhà. Giá cả thì mọi người thấy bình dân. Bánh cuốn nóng gia truyền chị ấy bán đây làm tháng 3 ngày không nghỉ ngày nào cả nhà. Hôm nay Tuấn quay và giới thiệu và review mọi người xem những hình ảnh đẹp tại Phan Thiết với mình, những món ăn vỉa hè tại Phan Thiết nè. Cách làm thao tác dễ, làm rất là nhanh. Mình đi mấy chỗ mình cũng đã từng thấy người ta làm mọi người. Mà qua đây rất là mình thấy đúng hai tay chị làm khéo léo mọi người, rất nhanh luôn. Đó, mà bánh đổ nhanh nữa. Bên kia đổ cái bánh chờ hơi chờ chứ bên này là đậy nắp là gỡ ra liền mọi người. Ngon. Đó. Cái nhưng nó là mình bỏ những cái gì vậy chị? Nấm mèo với thịt ha. Ồ đã chị mọi người. Nấm hổi gì thổi gì ăn luôn nè. Đó thì là nói đầu tiên thì hôm nay Tuấn giới thiệu và review cho mọi người xem những món ăn vỉa hè Phan Thiết của mình rồi cho mọi người xem nha. Mọi người có dịp về Phan Thiết thì ghé qua đường Lê Quý Đôn 56 Lê Quý Đôn rồi bà. Thì bán đối diện thì quán chỗ ấy bán đây là được mấy năm rồi. Rồi hôm nay Tuấn sẽ giới thiệu cho mọi người xem cách làm của chị ấy, thao tác nhanh gọn lẹ và ăn ngon nữa. Đó, rất là tuyệt vời mọi người. Ở đây thì một tháng 3 ngày thì chị ấy chỉ có bận việc gia đình nghỉ thôi, còn là ra một bột bán luôn cả nhà. Sáng là 5:30 giờ mọi người tới đây là chị có bán sẵn rồi đó, mình ăn. Nói chung là bánh cuốn nóng mà vô đây mà biết đã gọi là bánh cuốn nóng thì vô đây chị ấy đổ nóng hổi vậy nè. Đó, đổ nóng hổi này bắt đầu là mình làm lên là ăn rất là ngon. Wow, đã chưa? Rồi bây giờ mình sẽ vô mình ăn, mình giới thiệu cho mọi người. Ngon chưa cả nhà? Đó, quá xá chưa? Đó, bánh cuốn nóng gia truyền. nó món gì anh? Này hành phi. Hành phi hả? Đó, hôm nay mình sẽ ăn bánh cuốn nóng gia truyền. Quán mình đây mở được bao lâu rồi chị? Dạ, mười mấy năm. Mười mấy năm hả? Hình như là trước bán ở bên đây phải không? Dạ. Đã chuyển qua đây hả? Ngon chưa mọi người không? Nói chị ấy bán mười mấy năm bánh ướt gia truyền, bánh cuốn nóng gia truyền. Qua wow, hai tay làm rất linh lẹ cho mọi người. Đây cái cách đổ chị ấy rất là nhanh. Qua wow, nóng quá ngon lành. Mình đi nhiều chỗ mọi người biết chưa có ai làm nhanh tay như chị không mọi người. Cái chỗ kia là làm tay thao tác chậm lắm, một chị này làm rất là nhanh nha, bỏ vô làm rẹt. Hai tay làm vô không ơi, nó nhanh không, đổ cũng nhanh nữa. Bánh cuốn này có loại đổ trứng nữa hả chị? Chị đổ cho em một mớ 2-3 cái trứng luôn đi. Đó ngon chưa? Quá xá chưa cả nhà nè. Bánh trứng nè. À,
hôm nay Tuấn qua đường Lê Quý Đôn 56 Lê Quý Đôn rồi nè, thì mình quay cho mọi người xem những hình ảnh đẹp và những món ăn vỉa hè tại Phan Thiết quê mình, bánh cuốn nóng gia truyền. Sáng là mình mấy giờ mình bán chị? 5 giờ đã bán hả? 5 giờ đó, cỡ 5 rưỡi là xong. À, vậy hả, cỡ 5 rưỡi là đã có rồi ha. Bán là tới trưa là xong sớm, là nghỉ sớm rồi không? Mình có tình nghỉ tháng 30 ngày, mình nghỉ ngày nào không? Dạ, mệt thì nghỉ thôi, chứ còn không có nói ngày giờ hết ha. Còn mình thấy bánh đó, bánh cũng nóng mà, cứng là cả nhà. Wow, ngon. Quá đã vậy mà, rớt vô đây liền. Có hai cái như vậy đó. Đó. Đồ là đổ trứng rồi, bỏ trứng rồi lên. Làm ngon lành luôn cho mọi người xem. Nhiều lúc mọi thấy những món ăn vỉa hè Phan Thiết quê mình rất là đa dạng mọi người. Nên hôm nay Tuấn qua đây quay và review cho mọi người xem những hình ảnh đẹp là những món ăn vỉa hè tại Phan Thiết quê mình. Đó, bánh cuốn nóng trứng. Thì ngon chưa? Mọi người đã chưa? Rồi, rắc lên là mình đào đẩy lên cỡ bao nhiêu phút quá nó chín nè. Từ đây là mọi người biết hồi xưa là chị ấy bán ở bên Lê Quý Đôn, là đường bán ở bên này mọi người, bên 56 Lê Quý Đôn. Hôm nay chị chuyển qua đây trồng vải hôm quán mát. Nên các cô chú chị mình có ai có dịp mà về Phan Thiết rồi ghé qua đây ăn bánh cuốn nóng gia truyền mà ngon như thế nào, cảm nhận như thế nào mọi người. Đây thì mọi người biết cái bánh cuốn nóng chị ấy bán có chả giò, nước mắm giả rồi, cho ngon chưa? Mình thấy xong nước mắm giả là mình khoái, mà mình không ăn ăn mắm nêm đâu, mình ăn mắm giả ngon hơn. Đó, còn đây giả, chả giò rồi, đi bài luôn. Có giá chả giò rồi trộn lên. Ở đây mọi người biết bán là chỉ có chị ấy bán. Chị ấy bán là coi như có chồng phụ đâu. Hôm nay Tuấn qua đây ăn một review và giới thiệu cho mọi xem những món ăn quê hè Phan Thiết với mình cho mọi xem nè. À, ngồi chưa cả nhà, bánh cuốn nóng trứng gia truyền. Thì ăn có mắm giả, mắm nêm, thì mọi người muốn ăn mắm vào có mắm đó hết. Wow, đây bánh cuốn nóng mọi người thấy ngon không? Hôm nay mình ăn hai loại. Mình sẽ giới thiệu cho mọi xem những món ăn vỉa hè Phan Thiết quê mình rồi. Mong các cô chú chị mình đón xem video mới nha. Wow, quá xá chưa nè. Đó, bánh cuốn nóng gia truyền nè. Mọi người biết cái món bánh cuốn nóng này là chị ấy đã làm. Đây là được mười mấy năm rồi. Trong này có hai loại. Loại này là bánh cuốn nóng bỏ trứng nè, với thịt đồ vẫn bình thường. Còn này là bánh cuốn gia truyền, là mọi người biết rất là tuyệt vời đó. Nó ăn kèm với đây chả giò. Còn đây ăn có rau sống, là mọi người thấy có rau sống không? Rau sống thì có giá, là rau tụng đồ đây. Nước chấm thì mọi người thấy có nước này là kèm ăn nước theo là mắm giả. Quá quá đã chưa cả nhà. Nên hôm nay Tuấn sẽ giới thiệu cho một xem món ăn vỉa hè Phan Thiết mình nha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho mọi người đây. Đây là bánh cuốn nóng này là có trứng nè mọi người này. Đó, mình ăn sẽ giới thiệu cho mọi người hai món nào ngon hơn nha. Còn món này là mọi người biết, bánh cuốn nóng gia truyền là nấm mèo với thịt ở trong này nha mọi người. Là cái món này là món nói chung là truyền thống mà. Đó, còn đây là có chả nè, chả cuốn nè. Ăn muốn ai ăn muốn chả giò có luôn rồi đó nha mọi người, chả giò kèm với đây muốn thơm thơm đây là mọi người thấy món này với ông hành phi nè các bạn, nó đổ lên này cho thơm. Muốn ăn cái này thì mọi người biết phải có rau sống rồi. Trời ơi, rau sống đã chưa, nếu mà mọi người ăn mà món này mà không có rau sống mà không có ngon nha. Phải có rau sống, mắm giả nè. Bây giờ cái ngon nhất là cái mọi người biết cái mắm giả mà ăn với cái này nó hợp như thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu cho mọi người xem một tí nha mọi người. Chào cả nhà nha. Lời nói đầu tiên này Tuấn xin kính chúc của chú anh chị các bạn là yêu thương bên gia đình và hạnh phúc nha. Đến với kênh Phan Thiết Ẩm Thực Vlog thì hôm nay Tuấn sẽ giới thiệu cho mọi người xem món ăn vỉa hè Phan Thiết của mình nè. Hôm nay Tuấn qua bên đường Lê Quý Đôn, 56 Lê Quý Đôn. Thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người xem món ăn vỉa hè. Đây các bạn,
Thì cái lời nói đầu tiên thì Tuấn chân thành và cảm ơn mọi người qua xem video. Nhớ chia like, chia sẻ cho mọi người và ủng hộ cho quán của chị ấy nha. 56 Lê Quý Đôn, bánh cuốn nóng gia truyền. Rồi ở đây mọi người biết bánh cuốn nóng có hai loại. Loại đổ trứng và loại món bánh cuốn nóng truyền thống tại Phan Thiết quê mình nè. Ăn chả giò và rau sống kèm như đây, mọi người thấy ngon không? Đây, thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người xem đây món bánh cuốn nóng thì ăn ở đây có mọi người thấy có mắm giả nè. Rồi, mắm giả mọi người thấy mắm giả có rau sống. Ăn bánh này thì mọi người biết có rau sống thì ăn nó đỡ ngán hơn. Thường mọi người thấy mà nó cái bánh cuốn nóng mà truyền thống gia truyền Phan Thiết của mình thì mọi người biết có nấm mèo nè mọi người, nấm mèo với thịt. Rồi chỉ ướp gia vị và tao lên sẵn. Khi đổ cái bánh ra mọi người biết là cô bỏ cái đó vô cuốn vào. Đó, 1 phút 30 giây rồi mọi người ra 2-3 cái bánh luôn. Rất là nhanh gọn lẹ. Mà trong khi làm là mọi người biết cái thao tác là rất là bánh cuốn nóng mà. Đổ lên là lên nóng hổi luôn mọi người, rất là ngon. Còn trứng, bánh cuốn trứng này thì mọi người biết cũng y vậy thôi. Gia vị trong này là mọi người biết là chỉ có thịt, nấm mèo rồi cũng bỏ vô chung luôn. Trứng, trứng gà, cứ một cái bánh là bỏ một cái trứng gà ở đây. Đập từ đây làm rất ngon. Đó, thì mình sẽ giới thiệu cho một xem. Bây giờ ăn thì mọi người biết khi ăn bánh thì đây, cái bánh như thế này. Đó, bây giờ mình muốn ăn mình bỏ đây mình. Bây giờ mời cả nhà nha. Đây mọi người nè, bánh cuốn nóng trứng nè. Ồ, ngon chưa? Đây. Đây mọi người nè. Trong này nhân thì có trứng dưới nấm mèo và thịt thì đã xay ra trộn với nấm mèo thì tao lên rất thơm mọi người. To còn thơm. Còn khi mà ăn cái bánh này mình biết cảm giác lạ như thế nào cho giờ mình ăn sẽ giới thiệu nha. Cảm giác mắm mọi người. Em mời cả nhà nha. Cái bánh cuốn trứng này mọi người biết không? Béo béo béo, thơm một trứng nè, dưới mùi hành phi mọi người, nấm mèo, to đã không? Béo béo thơm thơm trứng mà, cái mùi trứng này là mọi người biết khi bỏ vào cái bánh đó, nó chín mà cái cách chín của nó là chín không phải là mình chiên mọi người, ăn không nghe mùi dầu mỡ mà mình ăn cảm giác mà nghe mùi giống như mùi trứng hồng đào á cả nhà. Rất là ngon. Wow, yên bài nha. Khi ăn đây thì mọi người biết bỏ miếng rau sống vào. Rau sống này nè. Họ tràn miếng nước mắm giả ở đây. Mình ăn cái này có rau sống thì nó đỡ ngán hơn mọi người thấy không? To. Cái mắm giả làm rất ngon đó nha. Mắm giả làm ngon, chua chua ngọt ngọt. Mắm giả thì mọi người biết nó làm ăn chua chua ngọt ngọt, thịt với rau sống là y bà luôn. Ngon nha. Mình đi nhiều chỗ, mọi người biết mấy chỗ mình làm bánh cuốn nóng này, mình thấy có nhiều người làm thao tác không nhanh bằng chị mà. Như hôm nay mình ra đây á, mình thấy cái thao tác của chị ấy làm rất là tay kiểu tay là coi như mọi người biết là múa dẻo rất nhanh gọn lẹ luôn. Rồi bánh cuốn nóng mà bỏ vô mà chị biết không, mọi người biết không, quấy bỏ bột lên quậy quậy lên cái đậy nắp ra là mà dở ra là có cái bánh liền. Mấy chỗ kia làm hơi lâu tí. Ngon mà bánh cuốn nóng trứng này ăn ngon. Bây giờ mình thử miếng bánh cuốn nóng truyền thống nha. Bánh cuốn nóng truyền thống này là gia truyền này, mọi người biết là trong này là có nấm mèo với thịt, chỉ ướp gia vị rồi sẵn hết rồi tao lên là bỏ trong cái miếng bánh nè. Nên mình thấy không, bây giờ chấm miếng mắm nè, mình lấy thêm miếng rau sống bỏ kèm vào đây ăn cho đỡ ngán coi nha. Rồi ngon. Cái miếng bánh mà truyền thống là mọi biết á, mình ăn thơm mùi nhẹ nhẹ có hành phi với mùi nấm nè mọi người.
kèm với nước mắm này chua chua mà ngọt. Ngon không? Thấy kèm thêm miếng chả nữa nè, mọi người thấy miếng chả không? Miếng chả nó sẽ chật 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 ngon, chả giòn. Trong hoài hai loại bánh này mọi người biết mình khoái nhất là cái món bánh truyền thống là cả nhà. Có một nấm rơm rồi đây, nấm mèo đây mọi người, nấm mèo. Ăn rất là ngon, giòn chật 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 luôn. Mình cảm nhận được cái miếng bánh mà ăn nó chật chật mọi người. Có miếng nấm á, chật chật. Còn miếng bánh mà có trứng là mình ăn là cảm nghe mùi trứng mà nhiều. Cho nên cái miếng bánh mà truyền thống này mọi người biết là rất là ngon. Ngon hơn một miếng có trứng. Cái hương vị mỗi cái bánh mỗi có cái hương vị khác nhau. Bánh có trứng thì mình ăn nghe mùi trứng hơn, nó không có nghe mùi hương vị của truyền thống như thế nào. Còn cái miếng truyền thống thì ăn có nghe mùi nấm đó, như mùi thịt bằm ở đây kèm với miếng chả rồi đậu trống ở đây bạn, kèm miếng chả đậu trống à. Wow, ngon chưa? Quá ngon quá mà. Quá ngon. Thì mọi người biết những món ăn vỉa hè Phan Thiết quê mình nó rất là đa dạng nha. Có nhiều loại ăn, điểm tâm sáng là mình ăn đủ loại hết cả nhà. Nhưng mà cái miếng bánh mà gia truyền cuốn nóng này là mỗi người có mỗi cái công thức mà làm khác nhau như thế nào mà biết không? Cái mắm á, giả là có nhiều người làm mắm chua chua mà ngọt. Còn có nhiều người làm thì nó không có chua chua ngọt. Mình nhớ con đợt ra ngoài Bu Né mà mình biết không? Cái mắm giả của đó làm ăn nó hơi mặn hơn, mà nó ngon. Mắm giả này mới làm rất ngon luôn. Ăn chua chua ngọt ngọt mà khi bỏ cái miếng bánh vào miệng mọi người, cảm giác mà mình thấy nó muốn ăn thêm nữa. Trong cái bánh cuốn nóng này mọi người biết có hai loại mắm. Mắm giả với mắm mềm. Mà mình ăn mắm giả thôi chứ không ăn mắm mềm nữa. Mắm mềm mình không thích hơn, mắm giả mình khoái. Mà cái món mắm giả này mọi người biết làm hay bài không? Chua chua ngọt ngọt ngon. Ăn kèm với rau sống thì đỡ ngán hơn. Nên hôm nay Tuấn quay vào review cho mọi xem món ăn vỉa hè Phan Thiết của mình. Mong các cô chú chị mình đón xem video rồi nhớ cái sự ủng hộ cho quán của anh chị ấy nha. 56 đường Lê Quý Đôn. Mọi người biết khi đường Lê Quý Đôn á, mà muốn vào quán anh ấy thì khi ngã ba Tam Biên đó cả nhà. Ngay ngã ba Tam Biên bạn chạy vô đây tầm cỡ 150m thôi là quán của anh ấy nằm bên phải. Hồi xưa anh ấy bán là bên phải mà hôm nay bên đây bán lại là hướng bên trái mọi người. Đối diện như 56 Lê Quý Đôn. Thì qua bên này nó rộng rãi hơn mà thoáng mát. Thì khi đến quán thì mọi người biết có hai con đường đi vô quán anh ấy. Mọi người đi một con đường là đường ngã ba Tam Biên đi vô. Còn hai nữa là mọi người đi hướng đường Tiên Quang đó. Cái đường Tiên Quang là đường Nguyễn Tương đó cả nhà. Chạy vô đây dễ kiếm luôn. Ở đây một tháng 3 ngày anh chị ấy bán, mọi biết không, không có nghỉ ngày nào. Từ trong bằng việc gia đình thôi. Thì cả nhà mình mà cũng có dịp, ví dụ ngày thứ bảy chủ nhật rồi đánh rơi chở vợ con rồi đi ăn uống đó, mình ghé qua đây ăn bánh cuốn nóng thì ghé qua ủng hộ cho anh trẻ nha. Ngon. Món bánh cuốn nóng này mọi biết cái mắm mình khoái, mắm mình ấy làm ăn ngon chưa luôn. Theo như Phan Thiết của mình thì ăn mắm thì nó chua chua ngọt ngọt và y bài nữa nha. Mình khoái mắm này nè. Thêm dưa miếng chả giò. Giòn, chụp chụp ngon ngon. Ngon quá. Thôi là bắt đầu mình ăn món bánh trứng nào. Nãy giờ mình biết ăn và miếng rồi.
nhưng mà theo mình cho dưới hai bánh hoài là loại bánh một biết bánh cuốn truyền thống ngon hơn. Còn bánh cuốn nóng mà trứng này thì ăn nó nghe mùi trứng nhiều, béo béo béo. Nếu ăn bánh cuốn nóng mà trứng là nó màu ngán hơn nhà mùi, thì không biết là mọi người như thế nào, chứ còn riêng mình thì mình thấy nó ngán hơn, màu ngán hơn. Khi sớm mình ăn món mấy món mà này mà nó nóng hổi, như là nóng hổi lên ăn ngon, rất là tuyệt vời luôn. Wow, ngon quá cả nhà. Thì lời nói đầu tiên là Túng rất là cảm ơn mọi người qua xem video nha. Nhớ chỉ là chia sẻ cho mọi người, ủng hộ cho quán trẻ nha mọi người. 56 liều của đồ bánh cuốn nóng gia truyền. Wow, ngon quá cả nhà. Ở trong này mà Túng thì mọi người biết làm kiểu như là dừa hỏng đào các bạn, béo 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 rồi. Cái công thức mà làm bánh cuốn nóng này mọi người biết là chỉ có nấm mèo nè mọi người, nấm mèo với thịt. Khi chị ấy tao nấm mèo với thịt vô đây ướp sẵn hết rồi, bắt đầu bỏ bánh cuốn nóng cuốn lên, bắt đầu bỏ vô cuốn đó. Còn ăn với kèm cái này mắm giả rồi mắm nêm, thì mọi người muốn ăn mắm nêm có mắm nêm, mắm giả có mắm giả luôn. Đây mọi người, ngon. Wow, ngon quá. Còn biết ăn hết luôn cả nhà nè, ngon quá ngon luôn nha. Lâu lâu mình đổi món đó, mọi người biết không? Hôm nay mình đi review cho mọi người xem món bánh cuốn nóng gia truyền tại 56 Lê Quý Đôn à. Chị ấy bán này được mười mấy năm rồi, và trước kia là chị ấy phụ mẹ bán. Mà nếu mà nói mà từ khi mà chị phụ với người mà khi làm được là bây giờ cái miếng bánh này là một biết mấy chục năm rồi, khi chị mở riêng ra là được 16 năm rồi. Hỏi xong rồi nhà nè, quá chá luôn. Lời nói đầu tiên thì cũng rất là cảm ơn mọi người xem video, nhớ chỉ là chia sẻ cho mọi người ủng hộ cho quán trẻ nha. 56 Lê Quý Đôn, bánh cuốn nóng truyền thống gia truyền tại Phan Thiết. Hôm không có gì hơn thì Túng xin phép mọi người và chúc mọi người một ngày vui vẻ bên gia đình và hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Rồi nhớ đón xem video mới mình nha mọi nhà. Mình sẽ cố gắng mình quay nhiều video mới, nhiều món ăn vỉa hè Phan Thiết với mình cho mọi xem. Những món mà mỗi dùng mỗi nơi rồi, còn những món mà ở phong tục của mỗi người ở quán mình như thế nào, mình sẽ cố gắng mình quay cho mình xem những món ăn vỉa hè rồi. Rồi xin phép mọi người nha, chúc mọi người một ngày vui vẻ nha.